Giấm thì ngâm củ hành. Củ hành ngâm, giấm đường. Dạ. Rồi quậy cái hỗn hợp nước tắc, đường với tí muối. Dạ. Thì bằm ớt với tỏi nhuyễn vô trong cái nước hỗn hợp đó. Dạ. Nên nấu cho vừa. Rồi. Rồi, con nấu một điều nó được bằng rồi, đây là thịt gà xé phai các bạn ha, gà đất nè. Đeo đội nón cho chị. Đó là cái đó chứ gà lăng đó này. Gà lăng cái đó chứ gà lăng này. Anh mẹ con. Đây giúp mở bốn mở. Còn thiếu này nữa nay có. Chị Sơn Ca mang hai gà nồi hả? Ừ, hai gà nồi. Này trống hay máy vậy? Gà trống luôn à. Bữa nay không có gà máy. Chị làm gì đây vậy? Chà muối hả? Chà muối cho nó không hôi lông. Ờ. Thì nó cháo. Chắc bỏ đầu hết rồi hả? Bỏ đầu bỏ đít nữa. Chị mua hai con này nhiêu tiền vậy? Ừ, hai con này 100.000 ký. Hai con này là 2.9 kg. À, em cũng định hỏi 3 ký không? 3.9 kg chứ. Dữ vậy hả? 3.9 kg là 390.000. Nặng dữ vậy? Ừ. Em tưởng hai con 3 ký thôi chứ. Một con gần 2 ký. Ừ. Đầu lòng đó thì chị giữ ở gì vậy? Gan với lại mè nè. Không có ruột hả? Chỉ gan mè thôi. Gà không có ruột. Gan mè. Trái tim. Bữa nay nấu cháo xé phai ha. Mình nấu cháo rang gạo hay nấu cháo đậu xanh? Cháo rang gạo thôi. Ừ. Cháo rang gạo. Rang gạo đúng chị. Mẹ nấu rồi mà, phải không? Gạo. Rang gạo đi. Ngưa luôn rồi hay luôn. Ủa chứ nãy mẹ nấu bắt rồi sao mẹ nấu vậy? Cháo trắng cho ba ăn. À cháo trắng hả? Vậy em tưởng mẹ nấu rồi, nãy nghe mẹ nói nấu cháo rồi. Ba cháo trắng. Hello nè ngươi. Gà này gà đất hả chị? Gà này gà nồi xem. Không, gà đất hay là gà... Nuôi đất hả? Ừ. Ở đâu vậy? Gà này mấy cái người ta bán ở gần xóm đó nè. Ờ, mày bắt năm hả? Ừ. Hôm qua kêu mua gà mái mà bà này bán không gà mái. Bà để đẻ. Bán gà mái uổng, đẻ trứng. Gà mái với gà cò đều giá như nhau hả? Ừ, giá cũng như nhau. Vậy là bữa nay mình có mấy món gì vậy? Bữa nay là cá dứa nè. Cá dứa nấu canh chua. Cá dứa kho. Rồi cá đuối nấu canh chua. Cá dứa trong cá tra quá ha. Ừ, cá dứa kho đi, cá đuối nấu canh chua. Ờ, vậy là mình có hai món nữa. Rồi mình còn nấu gì nữa không? Nãy mẹ mua gì đó, nãy mẹ đi chợ mình. Có nấu đồ chay không? Không. À, cũng mặn hả? Ừ. À. Gia vị cho cháo hả? Ừ. Cái gì vậy chị? Hạt niêm. Với muối. Gia vị vô rồi bỏ. Gia vị sơ sơ trước không? Cho nó thấm trong nước á. Ừ. Nhưng bắt thôi chứ mình nếm lại. Nhiều quá mới bị mặn. Hai con đủ không? Hai con đủ rồi. Chặt cái son quá chút xíu rồi. Đủ rồi, từ từ nấu hai con. Ôi vừa luôn hả? Ừ. Hay ha. Thầy chặt. Chứ có lấy đũa anh nhé, con sớm. Ờ. Ờ, gạo này xiến rang rồi hả, xiến? Dạ. Gạo em rang rồi hả? Em rang rồi. Nó đục rồi nè. Về đi, chứ nữa mình chở nó qua ha. Chút nữa chở qua. Dạ, xiến kêu đi úp gạo mới xong. Ừ. Rang rồi. Úp gạo rồi bỏ ra cho nó ráo nước, chút nữa xíu bớt.
ra. Gà sẽ pha trộn vô củ hành. Củ hành này thì trộn gà các bạn. Trộn với gà. Trộn chua chua ngọt ngọt, trộn giấm hả chị Sơn Cam? Ở miền Tây thì thích sẽ pha vậy đó các bạn, trộn chua chua ngọt ngọt. Rồi gà chín sao gãy đũa hả chị? Chị nói là gà chín á, mình chọt là lũng thịt là gà chín, mà chọt sao gãy đũa không biết. Vậy là chín hay sống? À, đũa bụng. Đúng không? Nè, mình cho chén này cho nó hết đỏ, nó chín, đi coi đây. Đó, này kiểu đó chẳng gãy đũa. Người ta chọt thẳng vô mà. Đúng không? Nè, cho chén này nè. Nam này nhỉ? Đó, mình xèo. Chín rồi không Thanh ha? Ừ, chín rồi. Rồi, chín rồi. Không có là cái máu không? Dạ, không có màu đỏ. Rồi bây giờ cho gạo vào các bạn ha. Bóp cho nó nát hơi hơi. Sao mình không cho vào trước? À, cho gà nó chín không dính hả? Không dính vô con gà. Ừ. Rồi mình bóp gãy vừa thôi. Rồi giờ mình không sao à, chờ mất thời gian tí xíu ha. Nó, con gà nó không bị dính gạo. Gà nhìn thịt hấp dẫn quá ha. Dễ đừ các bạn. Khoái như cái đùi nè. Chín cái đi rồi tắt lửa nha. Tắt lửa bỏ hành lá vô. Xong rồi cháo hả chị? Ừ, cháo xong rồi đó. Rồi. À, rắc tiêu phải không? Ngon quá. Gà 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 đất hay nhìn mà quá còn ngon luôn. Gà đất đó gì Út? Dễ cắt luôn mà xin. Chứ thường gà công nghiệp nó mềm xèo à. À, dì Út còn thích gà nữa các bạn ha. À, dì Út vô chưa biết gà đất hay gà công nghiệp mà dì Út đón ngay chính xác không? Ở miền Tây thì xé phai vậy nè các bạn. Nhìn ghê ghê không? Nhưng mà ngon ngon lắm. Ghê. Nãy trước khi xé khoai dục đã nhúng tay vô nước 100 độ rồi. À, ở nhà hàng thì không phải chặt các bạn ha, còn ở dưới quê mình xé à, nó còn giữ cái sớ rất là ngon. À, cái này trộn giấm chua chua giấm ăn mình á à, ngon lắm. Sơn ca 5 tuổi ớt. Đường. Cái này để làm quả gà hả Dũng? Rồi Dũng trộn với củ hành là không đưa vô gà đó. Dạ. Nước tắc với đường, một tí muối. Vậy là nước tắc với đường, tí muối các bạn. Để băm tỏi ớt thiệt là nhẽn Dũng trộn vô đây luôn. Dạ. Chút Dũng trộn vô gà. Xong hả Dũng? Ngon quá. Nãy Dũng trộn cái nước nó vô là xong á. Dũng trộn. Còn giấm, có xài giấm không? Giấm nãy Dũng ngâm vô trong củ hành. À, giấm thì ngâm củ hành. Củ hành ngâm giấm đường. Dạ. Rồi quậy cái hỗn hợp nước tắc, đường với tí muối. Dạ. Thì bằm ớt với tỏi nhuyễn vô trong cái nước hỗn hợp đó. Dạ. Nên bánh cho vừa. Rồi. Rồi được món cháo gà. Rồi, đây là thịt gà xé phai các bạn ha, gà đất nè. Còn dư mấy cái bông hả chị Tẩm? Rồi, hôm nay mình chia sẻ các bạn món cháo gà xé phai của chị Sơn Ca với dì Út ha. Rồi, chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.